Thư thứ nhất của Giăng đoạn 5 Ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời. Ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra. Bởi điều này, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài. Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài không phải là nặng nề. Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian này. Điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian nếu không phải là người tin Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi nhưng bởi nước và huyết chính thánh linh làm chứng vì thánh linh là chân lý có ba bằng chứng thánh linh nước và huyết cả ba đều hiệp nhất nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người thì lời chứng của đức chúa trời còn cao trọng hơn vì đây là lời của đức chúa trời làm chứng về con ngài ai tin con đức chúa trời thì có lời chứng ấy trong chính mình còn ai không tin đức chúa trời thì cho ngài là người nói dối vì không tin lời mà đức chúa trời đã làm chứng về con ngài đây là lời chứng đức chúa trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta và sự sống này ở trong con ngài ai có đức chúa con thì có sự sống ai không có con đức chúa trời thì không có sự sống tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con đức chúa trời để anh em biết mình có sự sống đời đời đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt ngài ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn ngài thì ngài nghe chúng ta và nếu chúng ta biết ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi nếu ai thấy anh em mình phạm tội mà tội ấy không đến nỗi chết thì hãy cầu xin và đức chúa trời sẽ ban sự sống cho người ấy tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết cũng có tội dẫn đến sự chết tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này mọi điều không công chính đều là tội nhưng cũng có tội không đến nỗi chết chúng ta biết rằng ai sinh bởi đức chúa trời thì không phạm tội vì đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy và ma quỷ không đụng đến người ấy được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta, để chúng ta biết Ngài là đấng chân thật. Chúng ta ở trong đấng chân thật, tức là ở trong con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng. Malachi, chương 3 Ngày của Đức Giê-hô-va Này, ta sai sứ giả của ta đến để dọn đường trước mặt ta và Chúa mà các con tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ ngài, tức là sứ giả của giao ước mà các con trông mong. Kìa, ngài đang đến. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng ai sẽ chịu nổi ngay ngài đến? Ai đứng được khi ngài hiện ra? Vì ngài giống như lửa của thợ luyện kim, như cho thợ giặt. Ngài sẽ như thợ luyện kim tinh luyện bạc, Ngài sẽ thanh tẩy các con trai Lê làm cho họ tinh dòng như vàng và bạc. Họ sẽ dâng tế lễ cho Đức Chúa Va trong sự công chính. Bấy giờ, tế lễ của Juda và của Jerusalem sẽ được Đức Chúa Va chấp nhận như những ngày xa xưa và như những năm trước kia. Ta sẽ đến gần các con để phán xét và ta sẽ vội vàng làm chứng chống lại những kẻ thực hành ma thuật những kẻ tàn dâm, những kẻ thề dối, những kẻ bóc lột tiền công của người làm thuê, những kẻ áp bức kẻ mồ côi và người quá bụa, những kẻ làm hại người khách lạ, vì chúng không kính sợ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khuyên trung tín phụng sự Chúa Vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi, nên các con là con cháu gia cốt chẳng bị diệt vong từ thời tổ phụ của các con, các con đã quay khỏi luật lệ ta và không tuân giữ. Hãy trở lại cùng ta thì ta sẽ trở lại cùng các con. Đức giê va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng, chúng con sẽ trở lại như thế nào? Đừng ăn trộm Đức Chúa Trời. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói, Chúng con có ăn trộm chúa đâu. Các con đã ăn trộm một phần mười và tế lễ phải dâng Các con bị nguyên rủa vì tất cả các con, cả nước, đều ăn trộm ta. Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay, hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán. Xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa trắng. Vì các con, ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con và không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Yêu Va phán vậy. Mọi nước sẽ cho các con là có phước vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích. Đức Yêu Va vạn quân phán vậy. Đức Yêu Va phán. Các con đã lấy lời ngang bướng nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói, chúng con có nói gì nghịch cùng ngài đâu. Các ngươi đã nói, phụng sự Đức Chúa Trời thật là vô ích. Chúng tôi tuân giữ các lệnh truyền của ngài và bước đi một cách buồn giàu trước mặt Đức Chúa và vạn quân, thì có lợi gì? nay chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phước, những kẻ làm ác không những được phát đạt mà họ còn thách thức Đức Chúa Trời và được thoát khỏi phần thưởng cho người trung tín. Bấy giờ những người kính sợ Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau và Đức Giê-hô-va để ý lắng nghe, một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Họ sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta hành động. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình. Bấy giờ, các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài. Malachi chương 4 Ngày của Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va vạn quân phán, kìa, ngày ấy đang đến, sẽ cháy như lò lửa mọi kẻ kiêu ngạo mọi kẻ làm ác sẽ như rơm dạ ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng chẳng để lại cho chúng hoặc dễ hoặc cành nhưng về phần các con là người kính sợ danh ta thì mặt trời công chính sẽ mọc lên cho các con trong cánh nó có sự chữa lành các con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng các con sẽ dày đạp những kẻ ác vì trong ngày ta hành động, chúng sẽ như cho bụi dưới bàn chân các con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Hãy nhớ lại luật pháp mà ta đã truyền cho đầy tớ ta là môi xe tại hô rép tức là những lệ luật và phán quyết cho toàn thể Israel. Này, ta sẽ sai nhà tiên tri Eli đến với các con trước khi ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê hô va đến người sẽ làm cho lòng cha ông trở lại cùng con cháu. Lòng con cháu trở lại cùng cha ông. Kẻo ta đến lấy sự nguyên rùa mà đánh đất nảy chăng? Thi Thiên 107 Cảm tạ Đức Giê-hô-va đã giải cứu khỏi hoạn nạn. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy. Tức là những người Ngài đã tập hợp từ các xứ, từ phương Đông và phương Tây, phương Bắc và phương Nam. Họ lưu lạc nơi hoang mạc quạnh hiu, không tìm được một thành để ở. Họ bị đói khát, tâm hồn mỏi mòn, tuyệt vọng. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu đức giê-hô-va và ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn, dẫn họ theo con đường ngay thẳng cho đến khi họ tìm được một thành để ở nguyện người ta cảm tạ đức giê-hô-va vì lòng nhân từ của ngài và vì các phép màu mà ngài đã làm cho con loài người vì ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích và lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành có kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và bóng chết, những tù nhân bị khốn khổ trong xích sắt vì đã phản nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh thường sự khuyên dạy của đấng trí cao. Vì thế, Ngài dùng lao khổ để hạ lòng họ xuống. Họ ngã quỵ mà không kẻ nỡ nâng. Bây giờ, trong cơn gian chân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài đem họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng chết, cũng bứt đứt xích xiềng cho họ. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê hô va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cộng đồng và bẻ gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì lối sống tội lỗi và bị đau đớn vì sự gian ác của mình. Họ chán ngán các thức ăn và đang đến gần cổng tử thần. Bấy giờ, trong cơn gian chân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài ban lời Ngài và chữa lành họ, cứu họ khỏi mồ mả. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn và thuật các công việc của Ngài với bài hát vui mừng. Có người đi tàu trên đại dương và làm việc nơi biển cả. Họ thấy công việc Đức Giê-hô-va xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài khiến bão tố thổi qua và ba đào rồi dập, vọt lên tận trời cao rồi chìm xuống vực sâu. Trong cơn khốn khổ lòng can đảm tiêu tan, họ choáng váng lào đảo như người say. Sự khôn ngoan đều tiêu mất, Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn. Ngài làm ngừng bão tố, khiến ba đảo lặng yên. Họ vui mừng vì sóng êm biển lặng. Chúa dẫn họ đến bến bờ ước ao. Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài và vì các phép màu mà Ngài đã làm cho con loài người. Hãy tôn cao Ngài giữa cộng đồng dân Chúa và ca ngợi ngài trong hội đồng trưởng lão ngài đổi sông ngòi ra hoang mạc suối nước thành đất khô cằn và đất màu mỡ ra đất mặn vì sự gian nát của dân cư ở đó ngài biến hoang mạc thành ao hồ đất khô ra suối nước ngài làm cho những kẻ đói có chỗ để ở và họ xây thành để sinh sống họ gieo giống trong ruộng và trồng nho rồi thu hoa lợi dư giật Đức Chúa Trời ban phước cho họ và họ sinh sản thêm nhiều. Ngài không để cho bầy súc vật của họ bị giảm sút. Khi quân số họ bị suy giảm và bị sỉ nhục vì sự áp bức gian nan và buồn giàu, Ngài đổ sự nhúc nhơ trên các vua chúa, khiến họ lưu lạc trong đất hoang vu, không lối thoát. Nhưng Ngài cứu vớt kẻ thiếu thốn khỏi cơn hoạn nạn và làm cho gia quyến họ đông như bầy chiên. Những người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui mừng, còn bọn gian ác đều phải ngậm miệng lại. Nguyện người khôn ngoan chú ý những điều này và suy ngẫm về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va. Châm ngôn chương 31. Lời khuyên dạy của mẹ vua Lê-muên Lời của vua Lê Muên, các châm ngôn mà mẹ vua dạy cho người. Hỡi con ta, hỡi con mà dạ ta đã kêu mang, hỡi con của sự khấn nguyện, ta nên nói điều gì với con đây? Đừng trao sức lực con cho đàn bà, đừng theo con đường khiến cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi Lê Muên, chẳng xứng hợp cho các vua, chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu hoặc các quan chức hỏi rượu ở đâu? Kẻo khi uống say, họ quên luật lệ mà đi ngược lại quyền lợi của người khốn khổ chăng? Hãy đem chất men cho người sắp chết và rượu cho người có lầm đắng cay. Hãy cho họ uống và quên nỗi nghèo khổ của mình. Chẳng còn nhớ đến nỗi cực nhọc của mình nữa. Hãy mở miệng bênh vực người câm và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ. Hãy mở miệng xét xử công minh bảo vệ quyền lợi cho người nghèo nàn cùng khốn khen ngợi người nữ tài đức ai có thể tìm được một người nữ tài đức giá trị nàng trổi hơn châu ngọc lòng người chồng tin cậy nàng chàng sẽ chẳng thiếu hoa lợi chọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ không gây tổn hại nàng lo tìm lông chiên và sợi gai rồi vui vẻ bắt tay vào việc nàng giống như các tàu buôn từ xứ xa chở hàng về nàng thức dậy khi trời còn tối cung cấp thức ăn cho người nhà và giao công việc cho các tớ gái mình nàng để ý đến một cánh đồng và mua nó nhờ hoa lợi của hai tay mình nàng lập một vườn nho nàng thắt lưng bằng sức lực và làm cho hai cánh tay mạnh mẽ nàng thấy công việc mình được ích lợi Ban đêm, đèn nàng chẳng tắt, nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con suốt. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra, tiếp kẻ khốn cùng. Nàng không sợ người nhà bị lạnh khi tuyết giá, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng tự làm những chăn mền, áo của nàng đều bằng vải gai mịn màu tía nơi cổng thành chồng nàng được nổi tiếng khi ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. nàng may áo quần bằng vải lai đem bán, cung cấp đai thắt lưng cho nhà buôn. nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trổi hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Chúa Hô Va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng và để các công việc nàng khen ngợi nàng tại cổng thành.